xem tội sông đất, sông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi quỷ sửu sinh năm 1973, mang bình an, may mắn, phú quỷ trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó.

tuổi bính thân sinh năm 1956 khá tuổi mậu tỵ sinh năm 1948 khá tuổi ất tỵ sinh năm 1965 khá tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 khá tuổi ất dậu sinh năm 1945 trung bình và tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 trung bình các tội sông đất xấu đối với gia chủ tuổi Quỷ Sửu trong năm 2024 cần lưu ý các tuổi sau tuổi bỉnh Ngọ sinh năm 1966 6 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 6 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 6 tuổi Quỷ Hải sinh năm 1983 6 tuổi giáp tỷ sinh năm 1984 xấu tuổi mậu thân sinh năm 1988 xấu tuổi đinh sửu sinh năm 1997 xấu tuổi mậu dân sinh năm 1998 xấu tuổi nhâm thân sinh năm 1952 xấu và tuổi bính thân sinh năm 1976, 6. Phân tích mọi quan hệ sùng khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi quỷ Sửu sanh năm 1973 vào đầu năm mới 2024 như sau. 1. Người sông đất sanh năm 1957, tức tuổi đinh dậu mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa tương sinh vì ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt, Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đạt tam hợp tỵ dậu sổ với địa chi sổ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là giàu đạt lục hợp, thần hợp dậu và địa thần của năm giáp thân rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 2. Người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tý mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh, không khắc với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc, hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt thiên can tuổi sông nhà là nhâm tương sinh với thiên can quý của gia chủ rất tốt thiên can tuổi sông nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt lục hợp tỷ hợp sổ với địa chi sử của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thần và địa chi thần của năm giáp thình rất tốt tổng điểm 14 trên 20 khá 3 người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi tân dậu mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, tương sinh với thiên can quý của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chế tuổi sông nhà là dậu, đạt, tam hợp, tỵ, dậu, sủ với địa chế sủ của gia chủ rất tốt. Địa chế tuổi sông nhà là dậu, đạt, lục hợp, thân hợp dậu với địa thân của năm giáp thân rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1989, tức tuổi, kỷ tỵ mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia chủ phi mộc, hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là một tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì một sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương sinh với thiên can quý của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là tỵ đạt tam hợp tỵ dậu sổ với địa chi sổ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là tỵ không sung không hợp nhau với địa chi thân của năm giáp thìn chấp nhận được. Tổng điểm 14 trên 20 khá. Năm, người sông đất sinh năm 1956, tức tuổi bính thân, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thình, vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính không khác không sinh với thiên can quý của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tăng không xung không hợp nhau với địa chỉ sổ của gia chủ chấp nhận được. Địa chơi tuổi xong nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thân với địa chỉ thân của năm giáp thân rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 6. Người xong đất sinh năm 1948, tức tuổi mậu tí, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa, không sinh không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là mậu, không sinh không khắc với thiên can quý của gia trụ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là mậu, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thìn không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt lục hợp, tỷ hợp sổ với địa chi sổ của gia trụ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp, thần tỷ thần và địa chi thần của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1965, tức tuổi ất tỵ mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành mộc của gia trụ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là ất không sinh, không khắc với thiên can quý của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là ất, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân, chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ đạt tam hợp, tỵ dậu sủ và địa chi sủ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ không xung, không hợp nhau với địa chi thân của năm giáp thân, chấp nhận được. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 8. Người sông đất sinh năm 1969, tức tuổi kỷ dậu, mệnh thổ, Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ, xung khắc với ngũ hành mộc của gia chủ vì mộc khắc thổ không tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỷ tương sinh với thiên can quý của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt tam hợp tỵ dậu sửu với địa chi sửu của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là giàu đạt, lục hợp, thần hợp dậu và địa chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. Chỉnh, người sông đất sinh năm 1945, tức tuổi ất dậu, mệnh thủy. Ngũ hành tuổi sông nhà là thủy, tương sinh phi ngũ hành mộc của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thủy, xung khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì thủy khắc hỏa không tốt. Thiên can tuổi xong nhà là ất, xung khắc với thiên can quý của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xong nhà là ất, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt tam hợp, tỵ dậu sủ với địa chi sủ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt lục hợp, thành hợp dậu với địa chi thìn của năm giáp thìn rất tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình. 10 người sông đất sinh năm 1959, tức tuổi kỷ hại, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, không sinh không khác với ngũ hành mộc của gia chủ, vì mộc hòa mộc chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương sinh với thiên can quý của gia chủ rất tốt, Thiên can tuổi sông nhà là kỵ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chỉ sổ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chỉ thần của năm giáp thân chấp nhận được. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình.